Chị nói chị không có tiền quý vị. Trời ơi, thượng phạm đưa quá trời tiền luôn. Chưa đầy một tuần, thượng phạm đưa 36 triệu. Thượng phạm chỉ tính 4 cái video cuối thôi đó là 36 triệu. Bây giờ là chị nói không có tiền túi luôn. Thượng phạm rất thì coi như là tiền là bên cô, là bây giờ là cô muốn lấy tiền đó, số tiền đó hết luôn phải không? đặng làm cái Nhưng thẻ cho mà em nó đi, cái đặng đọc tiền cho mà nó. danh sách mạnh thường quân là con phải đọc chứ, không cô kêu con đừng có đọc là con sao con làm được cô? Dạ. Nhưng mà con cọc vốn lên là được 7 80 triệu, bây giờ bao nhiêu người người ta dòm vô, người ta cứ tưởng đâu gia đình mình cầm số tiền mặt 70 80 triệu rồi chủ nợ người này người kia đó, trước khi nó còn sống đó rồi cô cũng mượn tiền này kia người ta mới lội đòi tiền, thì cô mới nói là bây giờ tôi không có giữ tiền mạnh thường quân người ta cho mà tôi gửi cho cháu nó rồi, thì có gia đình tôi có chuyện gì á thì tôi báo cho cháu nó biết, chứ tôi không có giữ tiền mà họ không có tin, tại vì họ đăng họ đọc lên họ theo dõi cái một của con á, họ nói vậy đó, ngay cả lên xã nó cũng nói vậy luôn, nó nói gia đình này khá giả lắm, mạnh thường quân cho 70 80 triệu rồi, Nhưng con cứ con gộp con đọc như vậy họ cứ nghĩ rằng cái số tiền đó 70 80 triệu đó là trao tiền mặt cho gia đình. Cái ông đó ổng cũng đi xe hơi đầu lại lịch sự lắm, ổng cũng đi xe hơi lịch sự cũng cho được bao gạo với thùng sữa đó. Rồi cái là ông nói để mạnh thường quân nó cho tiền nó để ông quyên góp rồi ông sẽ đem đến ông trao được không đi mất tiêu, bởi vì cô mới nói bây giờ vàng thau lẫn lộn cô không biết ai thật ai giả, cô cũng phải sợ chứ. thì Bây chính giờ ví dụ như giờ vậy á, vậy nếu mà vậy vậy chính ra như vậy đó thì ổng mới nói là do con đọc danh sách hay sao cô? không 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 phải là do một mình ổng mà nhiều người lắm, với lại người ta gọi điện vô người ta hỏi thăm á, mình đâu có thấy mặt ai đâu, số điện thoại lạ mà để họ nói vậy đó, họ nói là giờ họ công bố như vậy thì giờ muốn giúp đỡ không có được nữa, đã một lần đã bị cái thằng 24 giờ đó rồi nó làm vậy, mà bởi vì xã nó mới làm khó khăn khó dễ mình, bây giờ thì nó đã biết rồi, nó cũng ở ông trưởng ấp đó, bữa đó ông cũng lên ông nói á, cái nói dạ không có đâu, ngay từ đầu á là lúc mà hai chồng nó chết thì á nó đang nó khóc đó, rồi có cái chú nào đó lên cái nó phỏng vấn là giới thiệu là Bình Dương, mà báo Bình Dương lên đăng đăng để giúp đỡ, đăng xong rồi đi mất tiêu luôn, có thấy gì đâu mà giờ để lại cái hậu quả gia đình tôi mang tiếng gia đình tôi là chống đối nhà nước này kia rồi. Thì đó nó là xuống lên xuống đây nó kêu Hạnh là giết, là mai mốt mà có ai lại nói cái gì họ hỏi cái gì đó, thì liệu liệu mà trả lời cẩn thận đó. Rồi còn bữa cô cũng lên xã cô cũng làm khó dễ rồi, nói là bây giờ bắt buộc phải mua thổ cư mới cho các đài truyền hình Bình Dương lên các nhà đó, rồi bắt cô làm cái tờ giấy là cam kết vô là không có tự ý các nhà khi chưa được phép của xã đó, tờ giấy cô cũng còn để nhà kìa. Con đang tức cái người mà muốn cho tiền cho cô mà đổ thừa con đọc danh sách lên như vậy đó, Bây giờ biết ai đâu, họ gọi điện họ nói thì mình đâu có người lạ, mình đâu có lưu số làm chi, mình biết ai đâu. Hôm làm bữa gì đưa đó mà ý là hôm bữa là gia đình cô không có giữ số tiền đó, mà họ cứ thắc mắc là gia đình cô giữ cái số tiền 70 80 triệu đó mạnh thường quân cho, rồi gọi điện vô chúc mừng mà không biết cái gì chúc mừng, rồi một số người lỡ đòi nợ nói tại sao mà người ta cho 70 80 triệu vậy rồi tại sao không trả nợ cho người ta đi, mà tôi nói cô mới nói là gia đình tôi không có nhận không có giữ số tiền mặt đó, gia đình tôi đã nhờ nhờ cháu nó giữ giùm, không có giữ số tiền mặt họ không có tin. À, bây giờ nè, vậy nè cô, cái số tiền mà đóng thổ cư á là cô đó dặn con là con chính tay con phải đi đóng. Còn Thì đó con cái tiền ngay từ kia á, đầu cô nói với con sao bây giờ như vậy đó, còn cái tiền thì kia cô á là tại là còn cái tiền kia á là Mạnh Thường Quân á dặn con tới là giúp đỡ bao nhiêu là giúp đỡ bao nhiêu rồi. Kính thưa quý vị, thì tự nhiên cô làm mẹ của chị Hạnh là thân phạm đang giúp, là cái hoàn cảnh là đặt cái tựa đề là người đàn ông linh thiêng đó quý vị. Thì cô gọi với thân phạm cũng khoảng một thời gian rồi, thân phạm thấy không ổn cho nên thân phạm lấy cái máy quay, thân phạm chi cặp lại quay được một đoạn thì quý vị đã nghe rồi đó. Sao mà thân phạm thấy rất là lạ, tự nhiên vậy cái cô lại yêu cầu thân phạm là tới giúp gia đình của cô, đừng có đọc danh sách của cô chú Mạnh Thường Quân nữa.
thấy rất là khó hiểu chỗ này. Rồi bây giờ là trong thời gian giúp trước giờ thương phạm trao cũng khá là nhiều tiền rồi, không biết gia đình tính toán làm sao bây giờ. Là cô báo là cô thiếu nợ, ở ngoài gì đó quá trời luôn, rồi cô mới vừa nói với người đã nghe rồi đó. Rồi đổ thừa là thương phạm đọc như vậy rồi con nợ lại đòi, cho nên là cô đòi rút cái số tiền này về 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 nhà của cô để cô trả nợ hay gì đó. Rồi, tiền của cô chú Mạnh Thường Quân giúp để cho mấy cháu bệnh hoạn quý vị. Còn cái này là thượng phạm nghĩ là chắc tiền giúp bấy lâu nay chứ không biết có mấy cháu có được hưởng không. Thì thượng phạm làm việc lúc nào thì cũng theo cô chú Mạnh Thường Quân hết. Cô chú Mạnh Thường Quân dặn thượng phạm trao bao nhiêu thì thượng phạm trao bấy nhiêu. Cô chú dặn thượng phạm cái sổ mua cái thổ cư ở chính tay thượng phạm đi đóng thì thượng phạm đi đóng, chứ làm sao mà trao như vậy được quý vị, rất là khó cho thượng phạm luôn. Rồi bây giờ thì thượng phạm nghe thông tin như vậy, thượng phạm cũng truy cập lại một cái đường đường trên mạng, đường dẫn trên mạng là nói như vậy nè quý vị. Đây là cái giọng nói của chị Hạnh nè, là thượng phạm mới vừa đi giúp ở bên trên bệnh viện về. Trên bệnh viện thương phẩm có clip đó, thì trao mà 16 triệu về là mở video lên là họ nói như vậy nè. Lúc con nhập viện em cũng có điện cho ảnh là nhờ ảnh chạy qua, nhưng mà ảnh mất công chuyện, ảnh cũng không có thể nào mà chạy qua giúp đỡ được, đem liền qua cho mẹ con em á. Ảnh nói để ảnh rảnh thì ảnh chạy qua thôi, nhưng mà thật sự hiện giờ nãy giờ cứ lên đòi tiền mà trong túi mẹ con em thì hiện giờ cũng không có tiền nữa, cho nên là em cũng tính là giữ tiền trong người thì nhà em Đó, chị nói là chị không có tiền quý vị. có hai mẹ mẹ Đó. con. Chị nói chị không có tiền quý vị. Trời ơi, thượng phạm đưa quá trời tiền luôn. Chưa đầy một tuần, thượng phạm đưa 36 triệu. Thượng phạm chỉ tính 4 cái video cuối thôi đó là 36 triệu. Bây giờ là chị nói không có tiền túi luôn. Thượng phạm rất là thắc mắc. Bây giờ thượng phạm sẽ mời quý vị coi lại cái đoạn clip 5 triệu, quý vị có thể tua lại ha. Chị có nghe em mới vừa đọc danh sách không? Rồi bây giờ em trao cho chị 5 triệu ha. Dạ, đây là Em xin cảm ơn những cô chú, những ai mà đã cho tiền ủng hộ em để em có thể vượt qua khó khăn ngay lúc này. Em rất là cảm ơn và cảm ơn nhiều lắm ạ. dạ, rồi chị nhận giùm em. Chị đếm giùm em cái chị, cái tiền này bỏ ra chị. Dạ, em cảm ơn 5 anh triệu ạ. ha. Dạ, em cảm ơn Rồi nhiều ạ. rồi em xin phép cô ha, con trao cho chị ha. Rồi đây là 4 triệu của chị đếm lại giùm em ha chị. Em cảm ơn anh ạ. À, chị. Tính Đúng ra không là chị đếm đếm cho rõ ràng chị. Rồi đúng em ha. cảm ơn. Rồi tổng cộng là 12.040.000. À, thần phạm có mua là 1.130.000, gồm có một bao gạo nè, bao gạo là 350.000, hai thùng sữa Vinamilk là trị giá là 580.000, một hộp sữa là 200.000, và cộng lại là 1.130.000. Thượng phạm trừ 1.130.000 ra còn lại là 10.910.000. Chị có nghe rõ không chị? Rồi bây giờ em trao cho chị là 10.910.000 ha. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tờ là 10 triệu. 500, 600, 700, 800, 910 ngàn. Rồi đủ. Rồi em trao cho chị ha. Đây là 10 triệu 910 ngàn. Mấy lần trước là nhảy Đầu lên tiên á, mấy lần đầu tiên. Kính thưa quý vị, thì hôm nay thượng phạm tới đây thì cũng theo yêu cầu của cô Liên Hồng Thái ở bên Mỹ giúp đỡ cho chị Hạnh là số tiền là 200 đô, đổi ra được là 4 triệu 630 ngàn. Tiếp theo thì là số tiền 500 ngàn ủng hộ cho bà nội của các cháu, là cho cô 500 ngàn. Rồi bây giờ thì con trao cho cô trước ha. Ở đây 500 ngàn. Dạ, con gửi cô. Cô xin cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho Dạ. cô. Cảm ơn Thì cô tiếp theo là số tiền là 4 triệu 630 ngàn giúp cho chị Hạnh. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 600, 500, 630 ngàn.
Rồi số tiền này là của cô Liên Hồng Thái ở bên Mỹ giúp cho chị. Cô muốn gửi lại cái phần này là 4 triệu. 4 triệu để giúp gia đình mình. Đây là 4 triệu của chị Nga ở bên Mỹ. Rồi. 1 triệu. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. Con đưa cho chị hết cô. Dạ. Dạ em cảm ơn anh Thuận và cho em gửi lời cảm ơn. Rồi cô chú yên tâm ha. Rồi đây là 16 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 tờ là 16 triệu nha. Rồi. Cho mẹ con em á, anh nói để anh rảnh thì anh chạy qua thôi. Nhưng mà thật sự hiện giờ nãy giờ cứ lên đòi tiền mà trong túi mẹ con em thì giờ cũng không có tiền nữa. Cho nên là em cũng tính là hả dựng. Nói quý vị thấy không? Rõ ràng là nói không có tiền luôn. Rồi thân phạm trao tiền liền liền tới tấp luôn. Chưa đầy một tuần là đã 36 triệu rồi. Mà hồi xưa thì nói là không có tiền mua cái hòm. Bây giờ là có tiền như vậy đó. Rồi đi nói là không có tiền. Đi nói với một cái kênh khác là không có tiền. Rồi người mẹ của chị á thì điện thương phạm nói như hồi sớm giờ thì cô chú cũng đã thấy rồi đó. Thì trong thời gian này thì thương phạm thấy gia đình này lộn xộn quá. Không có được bình thường. Thương phạm thông qua cái clip này thương phạm cũng xin thông báo tới các cô chú thì thương phạm ngưng nhận tiền để trợ cấp cho gia đình này. Rồi clip tiếp theo thì thương phạm sẽ làm rõ nguyên nhân thương phạm đi tới nơi và giúp đỡ tiền như vậy. Tại sao mà đi nói qua kênh khác là không có tiền. Thì kính mời quý vị hãy xem clip phần sau thương phạm sẽ đi làm rõ nguyên nhân. Thì bây giờ thương phạm cũng xin mời tất cả quý vị hãy chờ đón clip tiếp theo thì thương phạm sẽ đến trực tiếp với gia đình. Rất chân thành cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị và tất cả quý vị đã xem clip của thương phạm. Nếu có thương yêu thương phạm thì xin hãy đăng ký, like và chia sẻ để thương phạm có động lực làm nhiều clip tiếp theo. Thì bây giờ thương phạm cũng xin kính chào và hẹn gặp lại.